vừa Mai Như Huỳnh mến chào cả nhà. Thì hôm nay là em Huỳnh quay cho cả nhà xem ha. Mấy cái cây mai con của bên em Huỳnh. Ba loại này giá rất là hữu nghị luôn nha cả nhà. 6.000 một cây nha. Em Huỳnh sẽ ship từ 30 cây trở lên và bao phí vận chuyển từ 50 cây nha cả nhà. 50 cây trở lên là em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển, và 100 cây thì em Huỳnh sẽ tặng là 10 cây. Và cả nhà thấy là nó rất là xanh tốt ha. Nhưng mà cái chộp nó không mập lắm nha cả nhà. Nó không mập lắm. Thì cái hàng này á, là cái hôm trước là cái hàng bí mà bị lỗi. Đây ví dụ như á, là cái bí nó không có được đẹp. Ví dụ như có 3-4 muối nó xuất lên như thế này. Thì em thấy qua một thời gian để 2 tuần thì nó vẫn ok. Hoặc là những cái cây này đây đó, bí nó nhuyễn nhuyễn nhỏ nhỏ nè. Đây cả nhà, em mời cả nhà xem nha. Đó, nó được 2 muối ha. Rồi có cái thì nó cũng được 2 muối nè. Có cái nó cũng 3-4 muối á cả nhà. Đó, cây này về chúng ta trồng liền nó bắt liền nha cả nhà. Nó vận chuyển đi nó rất là ok. Rồi, và nếu như mà cả nhà thấy á, cái hàng thoát thân mà nó cao quá, sợ là nó trống chân là không có nha. Cả nhà thấy nó đang đi mấy cái chồi non ra không? Đó. Thì cây này là 6.000 một cây nha. Và ai lấy 30 cây thì em mình ship, và không có bao ship ha. Và em mình sẽ bao phí ship từ 50 cây trở lên nha cả nhà. Em sẽ lựa mấy cái cây mà nó có rễ rễ nè. Có cái này nó cũng không có rễ gì đặc biệt lắm ha. Rồi ai mà đang cần cái lô này thì alo cho em á cả nhà. Số lượng thì cũng không có nhiều lắm. Đây, cây nó như thế này đây. Đây là cái này. Rồi. Cái chọt của nó thì cỡ cái đầu đũa mà chúng ta ăn cơm thôi nha cả nhà. Cỡ đầu đũa chúng ta ăn cơm thôi. Ở tầm tầm đó thôi. Đây. Cao cỡ 40 đến 50 cm cả nhà. Đó, cây nó cũng cao lắm. Rồi. Kiểu của nó là coi như bí bị lỗi cả nhà. Bí lộn xộn. Bốn muối luôn mà sao em Huỳnh không lấy ta. Bốn muối luôn cả nhà. Đó. Nó vẫn có cây đẹp nha, vẫn có cây ok nha cả nhà. Mấy cũng đạt lắm á. Ôi, em Huỳnh tính để cái lô này lại dăm. Nhưng mà ghép số lượng là bo sắp hết rồi, rồi không có chỗ nữa, rồi không có cấy ra kịp ha. Và cũng chuẩn bị là làm cây con nữa, nên thành ra là em mình không có để cái này dăm, chứ cái này thì nó cũng khá là đẹp nè cả nhà. Nhưng mà giá 6.000 thì khách hàng cũng hỏi em Huỳnh hoài, nên là hôm nay mình lên cho cả nhà mình có đang cần để mà mua bổ sung thêm á, để mà trồng á, thì alo cho em ha. Rồi bên đây đó nha cả nhà, bên đây nè. Cái này em thấy nó cứng cáp, nó xanh lắm á cả nhà, xanh lắm. Rễ thì nó dạng nha cả nhà, có cái quấn rễ cũng bí, có cái quấn rễ bí là dạng như 1-2 muối, 3 muối vậy đó, hoặc là không có quấn rễ nhiều, cũng để đơn giản đó. Hoặc là hình thú nha cả nhà. Rồi 6.000 một cây nha, và em mình sẽ bao phí ship từ 50 cây nha cả nhà, và sẽ tặng từ 100 cây là tặng 10 cây cả nhà. Nó có hình thú nữa. Hình con thú dắt ngang nè. Rồi. Đây. Rồi, loại này nè, ai cần cái loại này thì alo cho em Huỳnh nha. 6.000 một cây nha cả nhà. Rồi em qua bên đây, cái loại này nè, nó cao, nó tốt ơi là tốt luôn. Tốt không mới diễn tả vào đâu được cả nhà. Từ cái gốc cho đến là thân chi cành cả nhà. Cao từ trung bình từ 50 cho đến là 90 cm. Và đây, đây cả nhà. Đó, cây nè. Rất là đẹp, chi cành nè cả nhà thấy không. Cái này về chúng ta thích hợp trồng tàn thông cả nhà. Gốc thì khỏi chê rồi.
tóc quấn đủ kiểu. À, gốc này nuôi một ít hôm nó sẽ lớn màu lắm nha cả nhà. Đây này cả nhà. Nó có nổi nổi lên hình thú nữa cả nhà. Đó, hình thú. Có vài kiểu nữa. Cây nó mập lắm. Cứng cáp ghê chưa. Loại này có đem một số đem về chúng ta nuôi á. À, chúng ta thay chậu á, nó sẽ mau, nó sẽ mau bắt á, nó sẽ mau bộ to lắm nha cả nhà. Quấn rễ thì có quấn rễ hết, quấn rễ rộng sọn cả nhà. Thì cái lô này em thấy nó cứng cáp lắm nha, cái này về chúng ta nuôi rất là mau ghép được luôn á. Rồi cây này 9.500 một cây nha cả nhà, và em sẽ bao phí ship từ 100 cây trở lên. Đây. Cái gốc này cả nhà. Cái gốc nó nùi nùi luôn. Đây là mấy cái cây mà em lựa cho khách đây. Còn hồi nữa thì em sẽ đóng cho khách. Đây cả nhà. Em đi dài dạo ra cho cả nhà mình xem nha. Nè, hình thú nè, hình con thú đang nằm nè. Đây này là so nè cả nhà, là so ba vòng. Cây rất là đẹp. Rễ nó nổi nổi lên hết rồi cả nhà. Đấy. Cái cọng của nó là cỡ đầu đũa mà chúng ta không ăn với cây bút bi luôn, có cây ấy bằng ống út em luôn. To ghê chưa? Rễ nó bệ bệ luôn. Cây thì nó cành nhánh như thế này đây cả nhà. Đúng 50 đến 60 cm nha cả nhà. Cái này thích hợp để mà chúng ta trồng tàn thông luôn á. Rồi rất là tốt luôn nha. Loại này là loại 9.500 nha cả nhà, 9.500 ha. Rồi em có loại bên đây nữa 15.000, về là ghép liền, không có đợi chờ gì hết cả nhà, về là ghép liền. 15.000 một cây, em bao phí ship từ 50 cây trở lên. Trời ơi ghế nè, như thế này là về là cắt ghép liền được rồi. Dạ, rất là đẹp cả nhà. 15.000 một cây á. Rồi cây cao cũng như thế này đây, ai cầm. Rồi ai lấy 50 cây 15.000 một cây nha. Em còn cho ship từ 30 cây và không bao phí ship, và bao phí ship từ 50 cây trở lên ha cả nhà. Đó, góc nào góc nấy cho nè, đẹp lắm luôn cả nhà ơi. À, một số thì nó nổi lên, còn một số nó không có nổi lên, nó phơi ha cả nhà. Nó rất phơi lên, còn một số thì nó nằm ở dưới cái ba bịch á, mình ấy lên. Rồi. Ai yêu thích loại nào thì alo cho Quỳnh nha. Loại 6.000 một cây. Bao ship từ 50 cây trở lên. Loại 9.500 một cây. Bao ship từ 100 cây trở lên. Và một loại 15.000 là bao ship từ 50 cây trở lên. Rồi. Em mình có các mê con như vậy, ai yêu thích thì alo cho em nha. Em mình mến chào cả nhà.